Bỗng một ngày bạn tỉnh dậy và mở mắt ra, thấy rằng mình đang ở độ tuổi 30-40 rồi. Hai bên bọng mắt của bạn bắt đầu xuất hiện nhiều nốt mụn thịt, nhiều cục sưng lên, bạn không biết nó là gì cả. Và bạn đau đầu tìm giải pháp làm sao để có thể xử trí chúng được vĩnh viễn mà không quay lại. Mụn thịt sẽ làm cho da bạn trở nên già nua đi trông thấy. Vậy mụn thịt quanh mắt là gì và làm thế nào để xử trí được một cách an toàn hiệu quả? Cùng tìm hiểu bác sĩ Hồng trong video hôm nay. Hello, lại bác sĩ Hiếu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và như thường lệ, bác sĩ Hiếu có kênh fanpage chính thức là bác sĩ Hiếu và kênh TikTok của bác sĩ Hiếu. Các bạn follow và thả thật nhiều tim giúp bác sĩ Hiếu để chúng ta cùng nhau phát triển kênh thông tin hữu ích đến cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Ok. Và trong chủ đề ngày hôm nay thì sẽ dành cho những bạn chúng ta đang ở độ tuổi trẻ 25 trở lên và các bạn bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa, có những cái chấm li ti, cái chấm mụn thịt ở cái vùng mắt, hoặc là những chị chúng ta đã nhiều tuổi và bắt đầu có những mụn thịt quanh mắt nhưng chúng ta không hiểu đây là gì và nguyên nhân hình thành là sao, các yếu tố làm nặng thêm và đâu là cách xử trí đúng cách, thì điều này sẽ giúp cho các bạn. Và đừng quên hãy xem đến cuối cái video clip này thì bạn sẽ hiểu được rõ nguyên nhân cơ chế hình thành và làm thế nào để xử trí được. Ok, điều số 1, định nghĩa là mụn thịt là gì. Thì ở quanh mắt chúng ta có rất nhiều các loại tổn thương có hình dáng tương tự nhau. Thì sau đây là 3 loại các bạn thường gặp nhất. Loại số 1 đó là u mềm lây. U mềm lây thì có thể gặp ở ngay cả độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi trung niên. Và đặc điểm của nó là những cái cục nhỏ màu trắng và bên trong sẽ có một ít nhân. Thì u mềm lây là một bệnh lý sinh ra do virus. Có nghĩa là nó có thể vì là do virus nên là nó có thể lây từ người sang người. Nhưng tuy nhiên là mỗi một người sẽ có một cơ địa khác nhau nên là khi tiếp xúc thì có thể là bị lây hoặc không lây. Và đối với những cái u mềm lây này, nó có thể bị ở cả độ tuổi sơ sinh, gặp rất nhiều. Và nhiều chị em chúng ta là dùng cái kim và gẩy cái hạt đó ra thì nó cũng có thể khỏi. Bởi vì cơ chế nó chỉ sinh ra một cái hạt nhỏ thôi, bạn thể lấy kim gẩy nhẹ là cũng ra. Nhưng nếu dùng kim thì hãy để ý là có thể gây ra nhiễm trùng, bội nhiễm, nên là cần dùng kháng sinh sau khi mà các bạn gẩy. Nhóm số 2 đó chính là u tuyến mồ hôi, và tên tiếng Anh của nó là Syringoma. Syringoma là một bệnh lý gặp phổ biến nhiều nhất và nó sẽ gặp ở nữ nhiều hơn nam, rất là chia buồn đúng không? Chị em chúng ta sinh ra được mệnh danh là phái đẹp nhưng mà phái đẹp lại suốt ngày bị nhiều vấn đề về da, rất là đau khổ. Nhưng thực tế thì bây giờ bác sĩ Hiếu có một quan điểm rất là mới, đó là phụ nữ là sinh ra để yêu thương chứ không phải là gọi là phái đẹp nữa. Vì bây giờ thì nam giới chúng tôi là cũng thích làm đẹp nhiều rồi, rất nhiều anh đầu tư rất nhiều chi phí và cực kỳ chăm chỉ, còn có những anh còn bôi chăm hơn cả các chị. Nên bây giờ có thể đổi lại là phụ nữ là giới sinh ra để yêu thương thì không phải là để làm đẹp nữa, đúng không? Ok. Và cái bệnh lý là Syringoma, cái u tuyến mồ hôi này lại gặp ở nữ nhiều hơn nam. Và khởi phát thì bắt đầu khởi phát thường là ở độ tuổi ngoài 20, tức là trước 20 sẽ ít hơn. Ban đầu thì nó bắt đầu khởi phát ở khu vực quanh mắt và điển hình là ở phía bọng dưới mắt. Và khởi phát kích thước của nó bắt đầu ở những cái chấm bi nhỏ, li ti ở dưới bọng mắt. Và theo thời gian thì cái chấm bi này ngày càng lớn hơn. Và đến khi bạn đã nhận ra được bằng mắt thường thì lúc đó là thời điểm kích thước nó rất lớn. Và đây là một vài những cái hình ảnh khá là rất là lớn rồi. Và nó sẽ gồ và nổi hẳn lên trên bề mặt da. Và thì cơ chế hình thành của nó là gì? Tên gọi là u tuyến mồ hôi. Thế thì nó không phải là một cái loại mà có thể ảnh hưởng sức khỏe của bạn đâu. Không phải cứ u là sẽ gây ra ung thư hay là gây ra những cái điều đau khổ sức khỏe. Đây chỉ liên quan đến vấn đề thẩm mỹ thôi. Và cái ống tuyến mồ hôi của bạn nó sẽ được đổ thẳng ra da. Nhưng vì một lý do nào đó thì cái tuyến mồ hôi này nó bị quá xả và cái thành ống nó cứ dài dần lên, nó nhô lên và độ lên trên bề mặt da. Khi nó tiếp tục mà lớn lên thì cái kích thước bên ngoài chúng ta nhìn nó càng to hơn. Và có một điều hay ho đó là người ta nghiên cứu rằng cái u tuyến mồ hôi ở vùng mắt này liên quan rất nhiều đến yếu tố di truyền. Có nghĩa là có thể mẹ bị thì con cũng sẽ có tỷ lệ cao hơn bị. Vậy thì làm thế nào để chúng ta hạn chế được cái điều này? Thì thực tế thì những cái phương pháp thông thường để hạn chế thì hầu như không có. Vì nó là u ống tuyến mồ hôi, nó cũng không phải liên quan đến vấn đề về da mà cũng liên quan đến cấu trúc tuyến. Nên là cái việc mà các bạn dự phòng thì sẽ rất là khó khăn. Thì có một cách, đó là khi các bạn là nâng cao sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, chống gốc tự do, chống oxy hóa thì nó cũng có một phần nhỏ là giúp cho cái việc tỷ lệ bị của mình nó giảm xuống và ít bị hơn. Và đến cái phần làm thế nào để xử trí thì các bạn đừng quên like, subscribe kênh bác sĩ Hiếu và ấn nút hình quả chuông, vì tiếp tục trong video tiếp theo trong series hướng dẫn xử trí u tuyến mồ hôi hay là mụn thịt quanh mắt
để khi có video mới lên các bạn sẽ được xem luôn là người đầu tiên. Ok. Rồi, nhóm số 3 các bạn thường gặp mụn thịt quanh mắt đó là u vàng. Tên tiếng Anh của nó, đúng rồi, xanthoplasma. Đây là cái loại thường gặp. Và cái điểm này nó sẽ có những cái điểm khác là đối với u vàng thì kích thước thay vì nó nhỏ, li ti, hình tròn ở quanh mắt thì nó là những cái khối lớn và nổi gờ trên mặt da và nó sẽ có màu vàng. Thì cái nguyên nhân chính của nó liên quan đến rối loạn cái tổng hợp cholesterol trong củ mỡ, chứ nó lại không liên quan nhiều đến là u tuyến mồ hôi giống như kia. Tức là cơ chế khác hẳn nhưng mà điều trị giống nhau đó. Phần số 2, vậy thì ba loại tổn thương trên nó có nguy hiểm không? Thì điều số 1 các bạn lưu ý đó là các loại tổn thương trên hầu như không gây nguy hiểm tính mạng, có nghĩa là về sức khỏe các bạn thì sẽ ok. Nhưng vấn đề số 2 đó là gây ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ. Các bạn hãy hình dung da dày sừng các bạn đã thấy đau khổ rồi, thì u ống tuyến mồ hôi thì nó còn đau khổ hơn, bởi vì tổn thương là gờ hẳn trên mặt da và nó kéo tuổi rất là thậm tệ. Đặc biệt là nếu các bạn đang ở độ tuổi 25 đến 35 ấy mà u ống tuyến mồ hôi thì đúng là nó kéo tuổi chậm chậm. Và nếu như mà ở độ tuổi này các bạn bị nhiều thì nên đi xử trí sớm nhá. Tại sao thì hãy xem tiếp video tiếp theo. Và điều cuối cùng thì riêng đối với u bìm lây thì các bạn nhớ rằng là nó có thể tự khỏi và không cần điều trị. Ok, vậy nếu bạn thấy video clip này hay đừng quên like, subscribe và chia sẻ video này để nhiều người biết những thông tin hữu ích. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.